Xin chào bạn đâu ở trang web phần kinh tố.com. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn học bạn học phần mềm Cinema 4D ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tới cái nhóm trong cái cài đặt modeling đây, modeling setting ha. Chúng ta sẽ tới cái tab snap rồi, one time rồi, mesh checking. Thì cái tab này dùng để kiểm tra cái đường lưới chúng ta. Thì khi bạn sẽ thấy đây nè. Kiểm tra là như thế nào? Thì thông thường mặc định thì phần mềm nó sẽ bật cái chế độ này ha. Sẽ bật luôn mặc định rồi sẽ bật enable. Thì cái này để dùng làm gì? Thì nó sẽ cho các bạn biết là cái này đúng ra là nó đã bật rồi, nhưng mà tôi cũng sẽ giải thích cho các bạn biết là cái này là công dụng để dùng làm gì ha. Thì chúng ta sẽ dựa trên màu sắc á, thì bạn đại khái bạn nhìn sơ đây, bạn sẽ thấy là tương ứng với từng cái chữ tiếng Anh đây nè ha, thì nó sẽ có một cái màu, thấy chưa? Dạ, đây nó có một số cái tùy chọn thêm nè. Thì tôi nói sơ bạn thôi, isolate point nghĩa là điểm, cái điểm mà nằm riêng lẻ, nằm không có dính liền với cạnh nào là nó là màu xanh này. Rồi cái điểm mà nằm trên cạnh thì sẽ có màu xanh này ha. Rồi còn cái điểm mà nằm trên mà nhiều cạnh phức tạp là cái màu này ha. Điểm sẽ có ba cái tùy chọn, ba loại cạnh á, thì cái số mà cạnh mà nằm liền trên hai cái mặt phẳng trở lên á thì nó sẽ là màu đỏ. Còn cạnh mà nằm trên cái đa giác, một đa giác sẽ là màu xanh lá cây. Rồi cái polygon, bed polygon á, là cái mặt phẳng nào mà nó sẽ có cái nối được cái mặt phẳng mà cái kiểu mà các đường các cạnh nó kết hợp nhau ra cái mặt phẳng mà nó xấu á, sẽ là màu vàng ha. Còn cái node planar polygon này á, là cái mặt phẳng nào mà nó nằm trên hai mặt phẳng á, nghĩa là cái bề mặt nó sẽ có hai cái mặt phẳng nối nhau là nó sẽ là màu đỏ. Thì nói thì bạn sẽ khó hiểu lắm. Bây giờ tôi sẽ bật control F1, bạn click chọn vô đây, bạn control F1 rồi. Thì tôi sử dụng cái trình trợ giúp của cái phần mềm Help nè, bạn thấy chưa? Thì bạn nhìn trên màn hình, bạn trên máy của bạn nhìn cho dễ, thì bạn cũng thấy đây cái trợ giúp của phần mềm nó cũng nói cái chuyện mà tôi cũng vừa nói nè. Thì bạn nhìn kỹ ha, thế nè, cái điểm màu xanh nhẹ là nó không nằm trên bất kỳ cái cạnh nào ha. Còn cái điểm màu xanh dương này nè, điểm thì nó sẽ có ba loại ha. Điểm màu xanh dương là nằm trên cạnh nè. Rồi cái điểm mà nằm trên mà nhiều cái từ 5 cái cạnh thì trở lên nó sẽ có màu tím nè. Thì chúng ta có thể tùy chỉnh cái số điểm, số cạnh bao nhiêu thì ở đây nè ha, số điểm nó nằm trên bao nhiêu cạnh thì nó sẽ hiện mặc định của phần mềm nằm trên 6 cạnh thì nó sẽ có màu tím này. Đó là điểm, chúng ta sẽ có 3 trường hợp. Tiếp theo tới phần cạnh, thì trường hợp là nếu mà cạnh mà chỉ nằm trên một đa giác thôi thì nó sẽ có màu xanh lá cây này. Còn nếu mà cạnh nằm trên hai đa giác, hai polygon trở lên á, ta hay gọi là hai mặt á, thì nó sẽ có màu đỏ này ha. Thì cạnh sẽ có 2 trường hợp luôn. Còn về mặt phẳng thì nó cũng có 2 trường hợp, là một là nếu cái mặt phẳng mà nó mặt phẳng mà nó dạng như hình tam giác như vậy, ta gọi là mặt phẳng xấu á ha, thì nó sẽ ra là mặt phẳng màu vàng như này. Còn cái mặt phẳng mà nằm trên hai cái hướng á, hai hướng mà hai cái mặt phẳng khác nhau, hai cái vuông khác nhau á, thì nó sẽ ra màu đỏ như này đó. Thì bây giờ tôi sẽ để cái trình trợ giúp này ở một bên đi, tôi sẽ làm thử cho bạn xem trên màn hình để bạn biết nè tại sao tôi lại hướng dẫn cái phần này. Tại vì á, thì khi chúng ta làm á, thì khi mà phát hiện những cái lỗi đó thì bạn nhìn vô cái màu sắc, bạn phải biết cái đó là trường hợp nào ha, để chúng ta chỉnh sửa lại cho hợp lý. Nhiều bạn nhiều khi làm mà cũng ít biết cái vụ này lắm. Thì giờ tôi sẽ làm thử cho bạn xem, giả sử tôi tạo một cái mặt phẳng cho bạn như thế này. Rồi tôi nhấn phím C chuyển sang polygon offset, rồi sau đó về điểm thì nó sẽ có 3 trường hợp, mặt phẳng và cạnh thì sẽ có 2 trường hợp ha. Về điểm trước đi. Rồi đầu tiên thì tôi sẽ làm cho bạn thấy là một cái điểm mà nó sẽ nằm trơ trọi như thế này. Rồi tôi chọn cái mặt phẳng, sau đó tôi nhấn cái phím delete. Bạn thấy trên màn hình không, cái điểm mà nó sẽ nằm trơ trọi này, nó không dính liền với bất kỳ một cái mặt phẳng hay cái cạnh nào, thì người ta gọi là cái điểm này nó có sẽ có màu xanh nhạt như thế này. Xin lỗi, cái màu đúng rồi, màu xanh dương hơi nhạt nhạt như thế này đó, thấy chưa? Như vậy là bình thường là bị lỗi nè. Thì đúng ra vậy thì bạn sẽ chọn mặt phẳng này và bạn nhấn phím tắt là chữ U với chữ O là optimize đó. Thì tôi hướng dẫn bạn các video trước rồi ha, cái lệnh mà tối ưu hóa cái đường lưới á, thì đó là cái phím tắt là chữ UO là đây nè, optimize ha. Đó thì đây tôi làm thử bạn xem, bạn chọn phím tắt là UO, thấy chưa, nó sẽ xóa hết những cái điểm mà dư thừa đi. Rồi đó là cái điểm mà dư thừa sẽ có màu đó ha. Còn cái điểm mà nằm trên cạnh thì nó sẽ có màu xanh dương đậm. Thì giờ tôi sẽ tạo một cái điểm trực tiếp lên trên cái cạnh cho bạn xem nè. Tôi sử dụng công cụ là React Point, tôi click trực tiếp lên trên một cái cạnh bất kỳ, xin lỗi, tôi chọn thì chọn cạnh. Bạn thấy điều gì? Bạn thấy chưa? Thì cái điểm nằm trên cạnh thì bạn nhìn kỹ, nó sẽ có cái màu xanh dương đậm ha. Nó rồi hai trường hợp. Rồi trường hợp cái thứ ba là cái điểm là nó sẽ là dao của 6 cạnh trở lên thì nó sẽ có cái màu tím ha, màu tím sen á. Thì để cho tôi sẽ click đây, bạn đợi tôi tí ha, tôi sẽ chọn mặt phẳng, sau đó tôi sẽ click ngẫu nhiên nhiều cái như này cho nó ra cái
Bạn thấy chưa? Đó. Đây là chúng ta đã được ba cái điểm mà nằm trên sáu cạnh thì ít gì nó sẽ có màu tím như thế này. Đó. Thấy chưa? Đó. Rồi đó trường hợp là ba điểm, một là màu xanh dương nhạt, hai là màu xanh dương đậm, ba là màu tím ha. Rồi chúng ta qua cái điểm đi, tiếp tục tới cái phần cạnh đi, thì bạn sẽ thấy nè, thì bạn sẽ thấy là đây cái hiện tại cái cạnh này đang ở màu xanh lá cây luôn nè. Màu xanh lá cây chúng ta biết là cái cạnh nó nằm trên một cái đa giác ha. Bạn nhìn kỹ trên màn hình nè, bạn thấy không? Đó, cái cạnh này có cái đường viền màu xanh lá cây chứng tỏ là cái cạnh màu xanh lá cây này nằm trên một cái đa giác. Còn trường hợp mà cái cạnh nằm trên hai đa giác trở lên thì nó sẽ có màu tím. Thì giờ tôi sẽ lấy cái trường hợp, giả sử như tôi sử dụng công cụ pen đi, rồi công cụ polygon pen nè, tôi sẽ chút một cái cạnh lên, tôi chọn cạnh này rồi tôi lôi lên, xin lỗi, tôi giữ control, nó giữ control rồi lít đi lôi lên. Bạn thấy điều gì ha? Bạn thấy cái chỗ nè, bạn nhìn kỹ ha. Đây, cái cạnh màu xanh lá cây chứng tỏ là cái cạnh này là nằm trên một cái đa giác hay là một nằm trên một mặt á, trong phần mềm nó gọi là nằm trên một polygon á, nhưng mà tôi nói các bạn là nằm trên một mặt á. Còn các bạn lưu ý, còn cái cạnh dưới đây nè ha, cái cạnh mà dưới đây nè, cái cạnh này nó sẽ có màu tím, mình kỹ, xin lỗi, màu cạnh này sẽ có màu đỏ, chứng tỏ là cái cạnh này nằm trên hai mặt ha. Hai mặt là bạn thấy nằm trên ba mặt luôn nè, thấy chưa? Hai mặt hai bên với một mặt đưa lên là tổng cộng ba mặt luôn nè, bạn thấy chưa? Đó, thì cái cạnh nó sẽ có màu đỏ như thế này. Đó, bạn thấy chưa? Rồi, đó là trường hợp là cạnh, là sẽ có hai trường hợp, một là màu xanh lá cây, hai là màu đỏ. Rồi tiếp tục với phần mặt phẳng. Mặt phẳng thì trong phần mềm này gọi là polygon á. Về mặt phẳng thì nó sẽ có hai trường hợp, một là đối với cái mặt phẳng mà nó làm thử nha. Giả sử như tôi control z lại đi, tôi sử dụng lại cái công cụ polygon pen này, tôi sẽ lôi lên, thấy chưa? Thì đối với cái mặt phẳng nào mà nó sẽ bị nó sẽ không có cùng phương với những cái mặt phẳng còn lại, nó sẽ bị lệch như thế này, thì phần mềm nó sẽ tạo cho bạn cái màu tím, xin lỗi, màu đỏ ha, sẽ tạo bằng một màu đỏ như thế này, thấy chưa? Nó sẽ lệch với cái mặt phẳng còn lại thì nó sẽ có màu đỏ như thế này, thấy chưa? Rồi còn mặt phẳng thì còn trường hợp nữa là đối với trường hợp mặt phẳng xấu thì nó sẽ có màu vàng nữa. Thì để làm sao để có được cái mặt phẳng xấu đó ta, thì tôi tạo thử điểm đó coi. Khi ta làm thì ta mới phát hiện được cái trường hợp đó, nó ra được một cái mặt phẳng nó xấu thì nó sẽ ra hai cái mặt phẳng màu vàng, ra một phẳng màu vàng, hồi nãy là một phẳng màu đỏ đúng không, một phẳng màu vàng. Giờ tôi không biết sao mà để cho nó ra được cái mặt phẳng đó nữa. Khi chúng ta làm, chúng ta đụng trường hợp chúng ta mới biết được, còn bình thường chúng ta làm thì nó thấy chưa? Bình thường chúng ta làm thì chúng ta nó thấy chưa, nó cái mặt phẳng này nó không cùng phương với những mặt phẳng còn lại, nó sẽ bị lệch thì nó sẽ ra màu đỏ. Rồi đại khái là ta nói cho bạn hình dung thôi, tôi lấy cái ví dụ của phần mềm nè, thấy chưa? Như polygon như thế này ta gọi là xấu nè, dạng polygon mà có hai cái đây á, hai cái tam giác, hình dạng tam giác nói như thế này nè, thì nó sẽ ra màu vàng ha. Đó. Rồi vậy là tóm lại là cái về điểm thì sẽ có 3 trường hợp, về cạnh thì cũng sẽ 2 trường hợp, về mặt phẳng là polygon á thì cũng sẽ có 2 trường hợp luôn ha. Thì cái phần mềm nó sẽ đánh dấu những cái phần đó, nó sẽ dựa trên màu sắc. Rồi, rất là đơn giản ha.